xong rồi Dục nha. Rồi Dục lên đi. Ơi, đâu á? Ơi, em Hồng, cấp cứu không đồng này á, em hỗ trợ cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Khu vực Bến Tre thì em đi không đồng hết. Dạ. Như đi Sài Gòn này kia thì em cũng xin thưa là em cũng phụ tiền phí với em là tiền dầu thôi. Dạ. Em không cần đồng lời. À, khi mà anh chở bà con đi Sài Gòn thì nó sẽ phát sinh thêm một cái tiền dầu á. Dạ. Thì em muốn hỗ trợ, thí dụ như bây giờ ở đây là anh Lộc có 3 tô, anh có 2 tô thì coi như là 5 tô. Dạ. Thì nếu mà hai anh ăn hết 5 tô này á thì em sẽ hỗ trợ 5 chuyến xe đi Sài Gòn. Dạ. Cho bà con. Dạ. Đó. Thì đó là tương đương với 2,5 triệu ở nhà để mình đổ dầu để mình hỗ trợ bà con thôi. Dạ. Còn thí dụ mai mốt về nữa thì lúc đó đô anh tăng lên thì được chắc được thêm một hai chuyến nữa thì ok. Dạ. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay Mập với lại anh Lộc có chuyến đi Bến Tre cả nhà. Đó thì được sự dẫn dắt của anh Lộc thì hôm nay mình về Bến Tre, nhưng mà về đây chủ yếu là gặp một nhân vật gọi là cũng đình đám một thời đó cả nhà. Đó, nhưng mà nhân vật này thì chắc có lẽ anh Lộc là người rành nhất, nên bây giờ anh Lộc giới thiệu cho em đi chứ tự nhiên em giới thiệu thì nó không đúng. Sao anh thì phải đứng gần anh mới giới thiệu được. Vậy hả? Đâu anh sao anh giới thiệu cách sao đâu. Đây. Hello. Thánh Liệu cả nhà. Rồi, xin giới thiệu cả nhà, đây là anh Thánh Liệu nha. Dạ. Nhưng mà thật sự là tên gì? Tên Mùi. Tên Mùi. Dạ. Dạ. Cái gì Mùi? Thạch Mùi. Thạch Mùi. Dạ. À. Em là con út trong gia đình nhưng mà thứ 10 luôn. Thứ 10. Dạ. Vậy là nhà anh là phải 90 người. Dạ, 9 người. Dạ, tại vì cả nhà biết sao không? Ở miền Tây mình á là mới sinh ra là thứ hai chứ không phải là sinh ra là thứ nhất. Hay là cả giống như mấy cái vùng khác thì thứ hai thì tới thứ 10 là sẽ là bao nhiêu? 9 người đúng không? Dạ. 9 người. Thì cả nhà thì hữu duyên hôm nay là mình xuống đây là mình cũng gặp được anh Thánh Liệu, nói chung là lúc trước là cũng xem anh Thánh Liệu trên mạng xã hội cũng nhiều. Đó, lần này là lần đầu tiên gặp ảnh mà nó thiệt sự là cũng rất là vui. Vui không? Ý vui quá trời. Vui. Bác con ơi. Ừ. Rồi bắt tay cái. Dạ. Rồi thì hôm nay ở đây mình bán cái gì đây anh Thánh Liệu? Dạ em cũng bán như trước giờ hủ tiếu gà, xương, dạ. Bánh thánh, bò viên, đuôi heo. Dạ. Dạ. Cái này là mình bán ở đây lâu chưa anh? Dạ em bán ở đây trên 1 năm rồi anh. Nhưng mà hồi lúc trước hình như là em thấy anh Lộc với lại Hùng quay là anh bán ở bên Trà Vinh thì phải? Dạ Trà Vinh với lại Sài Gòn. Dạ. Dạ. Sài Gòn mới về Trà Vinh á. Dạ. Rồi bây giờ qua đây là quê của anh ở đây hay là dạ, quê của dạ không, quê vợ. Dạ. Dạ. Ở này mà anh bán một phần là bao nhiêu đây? Dạ. Anh làm đồ anh làm topping xương là 25, đùi gà thì 45. Dạ. Dạ, giò 20, đùi heo 25. Là chỉ hủ tiếu với mì với dạ bánh canh thôi. Dạ. Bánh canh thôi. Anh tụng rồi. Rồi. Cái này là anh tự làm hết hả? Trời ơi, một tô 2 giác. Dạ. Cái này là anh bán thử khách rồi, anh bán cho người dân ở đây ăn nha. Dạ, anh. Có giá không? Rồi. Giá nhiều. Thiệt sự như cái nhà cô đó mới vô là anh làm là một tô 2 giác rồi. Rồi để coi anh làm luôn coi. Anh có múa men gì không? Dạ. Anh có múa mì, múa hủ tiếu gì không? Múa hả? Múa chứ. Có múa không? Rồi dạ. Tới công chuyện rồi. Đây, đó để coi anh múa cái này nha. Múa đừng có chọc ảnh nha. Chọc ảnh dạ là anh cho cái vợt vô lấy luôn. Không sao, em la không à? Tại em tỉnh lắm. Dạ. Ô, ghê ghê ghê. Nhưng mà anh Liệu làm vậy có bây giờ xuống đất không? Dạ không. Ờ dạ. Dạ. Anh Liệu làm mấy này là anh Liệu phải cột tóc lại nha. Để dạ tóc vô hủ tiếu á. Dạ. Giá nhiều không cô? Giá nhiều
Nhưng mà anh có dám cho em làm thử một cái không? Nói chứ. Thôi nói vậy chứ gớt là khán giả la em liền á. Anh có kinh nghiệm nó có khác chứ. Nhưng mà ta bán buôn là ta phải cột tóc đồ lên cho nó gọn gàng thấy tóc. Hả? Cột. Đang làm khô nè. Tính cột tóc, tính buôn ra cột tóc. Không lấy thịt luôn á. Anh, cái địa chỉ ở đây là mình ở đâu anh, để em giới thiệu khán giả nếu mà có đi ngang đây ghé ủng hộ anh nè. Dạ. Địa chỉ em đây á là dòng xéo Định, trong thành Bến Tre, ấp 3 dòng xéo Định trong thành Bến Tre. Dạ. Chúng, hướng về Phong Nẫm nè, dòng Trôm nè cả nhà. Dạ. Dạ. Rồi thì dòng xây Hữu Định nha cả nhà. Ở huyện Châu Thành. Tỉnh Bến Tre thì nói chung là về đây rồi cả nhà, hỏi thánh liệu rồi chắc ai cũng biết, ai cũng chỉ hết rồi. Nhưng mà muốn em đem. Nhưng mà anh bán từ mấy giờ tới mấy giờ? 1 giờ hết rồi. 1 giờ hết rồi hả? Không có. Sáng á 4 giờ. 4 giờ sáng. 4 giờ sáng. Dạ. Tới 9 giờ trưa. 9 giờ trưa. Dạ. Rồi mấy giờ tới chiều? Chiều 2 giờ chiều. 2 giờ chiều tới hết. Tới 8 mấy hết rồi. Dạ, 8 giờ mấy là hết rồi. Dạ. Vậy tính ra là anh bán quá đắt luôn anh chứ. Dạ. Rồi thì nhưng mà em cô có lấy nước thô đủ không? Cô không lấy được đủ không? Dạ. Rồi. Thôi, rồi đó, bán cho cô xong là xong rồi đó. Dạ. Rồi thì em còn hỏi cái nhiều thứ lắm. Dạ. Em thấy có cái xe bên kia là của anh. Dạ, xe của em. Dạ. Không biết bây của giờ em mình á. Qua bên kia mình nói chuyện bên kia cái nữa nè. Rồi để ai bán đi nha. Ai bán. Dạ. Mình phải qua bên đây mình mới nói chuyện để được đó nha. Dạ. Hả? Em mặc quần dài không? Không còn lấy dạ. Thì cả nhà ơi, thì ở đây là mình thấy là cái xe gọi là cấp cứu không đồng. Dạ. Đó là sao anh liệu có thể dạ. giải thích giùm em không? Cấp cứu không đồng này á, em hỗ trợ cho bà con nghèo, có dạ. hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Khu vực Bến Tre thì em đi không đồng hết. Dạ. Như đi Sài Gòn này kia. Thì dạ. em cũng xin thưa là em cũng phụ tiền phí với em là tiền dầu thôi. Dạ. Em không cần đồng lời. Dạ. Dạ, như là bà con nào muốn cần đi dịch vụ thì em vẫn chở, nhưng mà ai mà đi Sài Gòn này kia đó dạ. không có tiền thì em vẫn hỗ trợ tiền dầu em 500 gì đó. Dạ. Dạ. Muốn có y tá thì cả nhà có yêu cầu y tá thì em vẫn kêu y tá cho, mà tiền đó là bên người nhà lo. Dạ. Thì em cứ lo xe thôi, cho nói chung cho đỡ chi phí người nhà thôi chứ dạ. là không phải là không đồng hết. Dạ. Vậy là em biết rồi. Ví dụ như khu vực ở trong vòng Bến Tre là anh hỗ trợ miễn phí. Dạ. Còn nếu mà ví dụ đi ngoài tỉnh hoặc là đi Sài Gòn thì ảnh coi chỗ nào gần thì dạ. anh sẽ thêm tiền dầu á. Dạ. Còn ví dụ như đi Sài Gòn là 500.000 dạ. tiền dầu, kiểu như là người nhà hỗ trợ ảnh để anh đổ dầu. Chứ anh bán, nói chung là anh bán hủ tiếu anh cũng tâm sự là một ngày anh để vô 100-200 để anh làm quỹ thôi cả nhà. Dạ. Đó thì cái xe này là anh tự mua luôn ha? Dạ, cái xe này nói chung là em tự bỏ tiền ra em mua hết á. Dạ, cho em tham quan cái xe được không? Dạ. Cái xe này nói chung là mình cũng trải nghiệm rồi, nhưng mà dạ. thật sự là bên kênh của Mà Phút thì chưa có quay với dạ. nhà đó đó thì đúng cũng rất em. Là chỉnh chu, nó mới ken luôn nha. Lúc mà em mua xe là chỉ là xe dạ. không thôi. Dạ, bình oxy này về em tự mua nè. Dạ. Bên này 3,5 triệu nè. Cho em thở ấy. Chưa gì rồi, chưa gì chơi mà đầu thở xe rồi, một xíu nữa mới thở với em lại nào. Cái băng ca này liệu cũng tôi mua mới luôn nè. Dạ. Đồ đó dùng cụ y tế là sơ cứu mà. Nhưng mà Hoàng Anh thì có anh em nào hỗ trợ thêm không anh Liệu? Dạ cũng có, anh em cũng xin vô để đăng ký như cái dạ. đi Sài Gòn này kia đó. Cái điều cái điều kiện xin vô đội mình là cần phải có gì mà anh, nếu mà lái xe nè? Chung bằng lái là 1 nè, à. Bằng lòng là 2 nè. Bằng lòng, à em dạ. hiểu rồi. Rồi cái bằng, gì nữa không? Bằng gì ở nhà? Bằng hữu, có nhậu nhẹt hay gì? Dạ. Nói chung là, nhưng mà bây giờ mà bên đội mình là có khoảng bao nhiêu anh em rồi? Mới 2 anh em ạ. À. Ba cái một anh ở Châu Thành nữa, nó chân nọc. Nhưng mà ví dụ như đang bán rồi lỡ bà con gọi cái mình cũng phải bỏ mình đi. Đi liền bữa hôm qua đang bán, gọi xin xe đi Sài Gòn. Dạ. Từ đây chạy xe đây ra bệnh viện 120 chỗ mà cầu Rạch Miễu xuống á, chỗ Tiền Giang á. Dạ. Muốn xách xe đó. Lên Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn cái đó hôm qua cũng quen, tao cũng xin cũng đi luôn, bỏ mấy đứa em nhà nó bán đó. Thì ảnh cũng có người phụ ở nhà chứ không phải là kiểu như ảnh đi rồi không ai ở nhà bán. Nhưng mà sáng đi Sài Gòn thì gọi cho thằng em đó. Dạ. Em đi chạy xe rồi, nó cũng có xe tải riêng á. Dạ, thì cái nào nó rảnh nó mới chạy. Cái số điện thoại của ảnh ở đây nè cái nhà 0703 dạ. 525 115. Wow. Dạ. Chọn được cái đuôi này là cũng hay lắm nè.
0337777533 đó, gặp Khánh Liệu đó. Cái này là gọi là sao ta, anh có một câu là cho đi là còn mãi trong lòng của mọi người, nó cũng rất là hay nha. Nói chung là bà con Bến Tre mình thì nếu mà xem được clip của Mập thì mình cho một chia sẻ để người dân Bến Tre nếu mà có khó khăn hay gì đó, nếu mà gặp trục trặc ở trong sức khỏe thì liên hệ với anh Thánh Liệu. Thì xíu nữa mình sẽ có một cái chương trình rất là hơi nhỏ nhỏ xíu thôi, thì xíu mình sẽ bật mí. Nhưng mà anh Thánh Liệu, ngoài cái xe này với hủ tiếu, anh còn cái gì để dạ, giới thiệu cái nhà không? Dịch vụ xe hoa. Rồi, dẫn em đi luôn. Xe 7 chỗ. Dẫn em đi luôn. Dạ, dạ. Hôm nay, dạ. Để em giấu rồi. Giấu rồi hả? Dạ. Sức, nhưng mà giảm bớt lên hộ. Coi anh vậy chứ mà anh đang ngành nghề quá ha. Giảm bớt lên hộ lai. Giảm lửa lại. Đi cấp cứu bên anh Liệu á, xong về khỏe rồi. Đúng rồi, là mà có gia đình này kia thì có thể liên hệ anh Liệu luôn. Liệu có xe bông. Dạ, có xe qua. Nói chung là anh mà làm được cái chuyện này, nếu mà em có điều kiện em cũng sẽ làm. Dạ. Được phước nhiều lắm á. Dạ. Thì ai nói chung Liệu mới mua xe về, anh em cũng ta cũng nói mấy thằng không đồng kêu gọi, nhưng mà riêng Liệu là không kêu gọi bất cứ ai hết trơn á. Thôi thì nói có chung là xã hội mà. Dạ. Đời mà em có hay có cái câu đời mà. Dạ. Cuộc sống mà. Ai muốn ơi. À. Cái này là Liệu mới cái này đó. Không mà cái này tự nhiên mở ra cái em thấy ước mơ của em nha. Em ước mơ được cái gì nè. À. Cái này là chạy dịch vụ ha anh. Dạ. Liệu dịch vụ. À, đã chưa? Ồ, chỉ cần nhấn vô nó tự mở. Cái xe mình này mình cũng có chuyến đi Trà Vinh nè anh Lộc. Đó. Ồ, đã đề máy lên luôn. Xe này là chung là người nhà mới đi một lần thì nó sẽ mê tại. Dạ. Sao cái nhà xe này có giường nằm luôn nè. À. Đó. Nói chung là anh với lại chị là có bao nhiêu bé rồi anh Liệu? Dạ một bé à. Dạ anh với chị thì cũng kiểu như là buôn bán cũng tần tảo cái nhà, nên cái này cứ giống như một thành quả của anh đúng không? Dạ. Đó. Gán làm. Dạ nói chung là anh chị thì cũng có gian buôn bán, đi đâu bán cũng được khách ủng hộ cái nhà. Dạ. Nhưng mà nhiều khi em nghĩ nha, nhiều khi cái xe kia anh làm phước chị nó sẽ xanh soi nảy nở ra. Dạ. Dạ. Được 10 chiếc xe này. Đó, em nghĩ là vậy. Thôi bây giờ qua ăn hủ tiếu cái nhà ơi. Dạ. Đó. Cái này thì mình nếu mà dịch vụ ở đây anh là mình cũng liên hệ số hồi nãy của anh luôn hả Liệu? Dạ, dịch vụ này liên hệ số em với lại còn số nữa. Số nào nữa anh đọc giùm em luôn. 08 17. Dạ. 461. Dạ. 115. Dạ, rồi ok anh. Dạ. Đó, nếu mà ai mà ở khu vực ở đây hoặc là nói chung là ở đâu cũng được, nếu mà cứ có nhu cầu thì liên hệ với anh Liệu. Dạ. Đó, ok. Rồi, thấy công chuyện này. Rồi dục lên đi. Ôi, cái đồ. Ôi, ôi. Một cái tiếu đùi nữa em ơi. Nhưng mà được cái giò viên giò không có đều ha. Một tiếu đùi. Viên bự viên nhỏ này rồi bán sao? Dạ. Anh mà viên anh giò không đều vậy anh bán sao? Vậy có viên bự cho bác kìa. Mình cắt ra cái nhỏ này 6 viên 20 ngàn. 6 viên 20 ngàn. Dạ, hủ tiếu luôn á. Ủa mà cái này là đồ là anh tự làm hết nè. Dạ. Này này cái này bên mẹ vợ làm. Ờ. Em lấy của mẹ. Làm giùm. Đã hả? Dạ. Em ơi có phèo nữa kìa mọi người, có ai ăn phèo không? Rồi ok cả nhà ơi, thì bây giờ là món làm lên rồi cả nhà. Thì bên đây là mấy anh em là chỉ ăn review thôi, nhưng mà hôm nay là anh Thánh Liệu. Đó, anh Thánh Liệu là chơi lớn là ăn hai tô luôn, thường thường là anh ăn mấy tô là nhiều anh Liệu? Dạ có 1 tô. Có 1 tô đúng dạ. Không? Thì hôm nay vì bà con ăn hai tô đi, xíu em sẽ có chương trình với anh với lại Lộc nữa nè, Lộc 3 tô luôn, xung phong 3 tô luôn cả nhà. 3 tô. Đó, Phụng thì góp vui với clip thôi. Còn bạn ăn thì bạn ăn sao bạn ăn giống tôi đó bạn ăn. Đó, cái đùi gà xuất sắc chưa? Thì thường thường là cái đùi gà vậy là bao nhiêu anh? Dạ 45 ngàn. 45 ngàn, rồi dạ. Rẻ. Dạ. Trời ơi. Đùi tiếu luôn 45 ngàn. Dài lắm á. Đó. Dạ, thì cái chương trình hôm nay sẽ là sao đây? Hôm nay là mấy bạn bào thực là sẽ không ăn nhiều nữa, ăn bình thường thôi. Mấy bạn thấy lạ chưa? Nhưng mà hôm nay là cái người ăn yếu mà mình cho ăn nhiều. Dạ. Đó là anh Thánh Liệu thì xuống đây thì em cũng muốn có một cái clip là kỷ niệm với anh. Dạ. Là bây giờ em hồi nãy em có nghe nói là chiếc xe không đồng của anh đó là khi mà anh chở bà con đi Sài Gòn thì nó sẽ phát sinh thêm một cái
cái tiền dầu á, thì em muốn hỗ trợ, thí dụ như bây giờ ở đây là anh Lộc có 3 tô, anh có 2 tô thì coi như là 5 tô. Thì nếu mà hai anh ăn hết 5 tô này á, thì em sẽ hỗ trợ 5 chuyến xe đi Sài Gòn cho bà con. Đó. Thì đó là tương đương với 2,5 triệu ở nhà để mình đổ dầu để mình hỗ trợ bà con thôi. Còn thí dụ mai mốt về nữa thì lúc đó đô anh tăng lên thì được chắc được một hai chuyến nữa thì ok. Dạ. Em cũng thay mặt bà con cảm ơn anh nhiều, anh Lộc quá tất cả. Nhưng mà em là em rất ngưỡng mộ cái việc làm của anh, với lại đi đâu đó mà em gặp những cái tình huống giống như vậy là em rất là xúc động. Thật sự luôn, bây giờ là xã hội bây giờ là đi ra đường á 1 mét vuông là tới 10 thằng lừa gạt rồi. Mà còn lọt đâu được ông Thánh Liệu ở đây là hên lắm á cả nhà. Thật sự luôn á. Đó, thôi nói chung là em là chỉ góp một cái chút nhỏ thôi. Thôi với anh là chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi, có gì đâu mà. Rồi ok. Dạ. Vậy anh Lộc vì người dân hôm nay chiến hết mình nha. Anh thì về những chương trình mà kiểu như là từ thiện hay là những chương trình mà giúp đỡ những bà con á, rất là thích tham gia luôn. Hôm nay em với anh Liệu kiếm 10 chuyến xe. Yeah. Gì 10 chuyến xe? 5 chuyến anh. Khả năng em có hạn. Em thương bà con thiệt nhưng mà bà con chắc cũng thương em á, 5 chuyến thôi. Dạ. Tụi anh cũng ăn đấu nhiều đó đâu. À, thì bà đó. Con này là trong khả năng đó nha. À rồi ok, còn tụi em thì chỉ review thôi. Dạ. Anh mấy anh thích sao thích? Dạ. Em mời, dạ em mời cả nhà. Mời mấy anh. Chủ yếu chỉ là một cái cớ thôi. À, rồi em mời mấy anh nha, với mời cả nhà nha. Dạ, mời mấy đứa. Mời cả nhà. Rồi. Trước khi vô thì em quất cái đùi cái quá trời nãy giờ ngồi chờ cái đùi rồi. Mấy anh thử nói của em với lại cho cá coi sao nha. Em nấu có vừa khẩu vị mọi người không nha. Nè tại em nấu á. Nấu nước nghe nào. Hồi nãy em nhìn em tưởng lâu dài lắm á. Dạ. Nhưng mà nó không có dài. Không dài hả? Đúng là ngon ngon. Ngon cái gì, có nước gà nè. Xuất sắc. Anh Lộc anh ăn dùng của em 2-3 lần thấy của em ở đây nấu như sao? Các vị sẽ ngọt hơn ở những quán ăn trước mà đã từng ăn bên anh Liệu đó nha. Em nghĩ là chắc là do khẩu vị vùng miền đó đúng không anh? Dạ, nhưng ở giới trời Vinh em thì ăn nặng. Nêm nếm cho hơi mặn một chút. Cho nó đậm đà, ở đây ăn ngọt. Như ăn hủ tiếu gì đó phải xin đường thêm. Không phải, ở đây là anh nấu bằng nước dừa phải không? Dạ. Không có. Dạ. Không có. Nấu thường à, nấu bình thường à. Nước lọc. Nó là xuất sắc rồi. Cái này là khen thiệt không phải khen điểu á. Dạ. Quý bà cô chú nào có đi về Bến Tre ủng hộ Liệu nha cả nhà. Để có thêm một chút bánh phí để đổ dầu. Dạ. Dạ. Tại Liệu đây làm nói chung là không có kêu gọi nhiều, sợ nhiều người á lấy hình ảnh của gì đó anh. Dạ. Tường hay là vậy á, mấy anh ngoài anh chơi hài như là vậy á. Dạ. Lấy hình ảnh người khác đi kêu gọi Liệu không có. Có nhiều chơi nhiều đi anh ơi. Dạ. Kêu gọi nó đâm ra nhiều chuyện nó phức tạp. Dạ, nó nhức đầu á. Làm đâm không bởi làm có nhiều là làm nhiều. Trời ơi. Nó nổi anh. Dạ không rồi. Thêm không? Có. Em ơi làm anh chén tiếp mỡ em ơi. Lại ơi lại. Lại ơi, làm cho nè. Dạ em nấu không em phải ngâm để cho ra nước. Nấu em
anh bán gì anh liệu bà con kiểu như người ta xem anh ở trên mạng xã hội á, dạ. Người ta ghé người ta ủng hộ nhiều không? Hay là dạ, chỉ có người dân xung quanh đi thôi? Cũng tại đây nói chung là ở đây anh em bị nghịch đường á. Dạ. À, không có thuận đường bà con cho lắm. Nhiều khi anh em bà con đi vòng trôm này kia mới ghé em được. Dạ. Đây cũng hơi xa. Dạ. Cái tiếng này ví dụ như đi thẳng đây là về đâu anh lẹ? Dạ, ra quốc lộ luôn anh. Ồ. Dạ, vào trái. Còn đây là đi vòng trôm. Vòng trôm. Dạ, nó chi rồi đó. Rồi. Xuất sắc. Nè. Rồi. Đam mê cái này lắm nha cả nhà. Mình đội hết hả? Anh ấy thấy chưa? Anh em mình nói chuyện là nó hết rồi đó. Thấy không? Này sa tế này kia là em tự làm hết á. Ngon. Sa tế này kia là em tự làm. Như tương đen tương đỏ thì em tự mua, mấy sa tế là em tự làm hết. Tại vì ở đây đó, bà con lao động nhiều, chủ yếu bà con dùng cái nó. Mới ngon thiệt á. Đụng bà con ơi lớt rồi. Gà thảo vườn á. Buổi tối là nhất là mấy gà chọn. Dọn ra, gà nghỉ hả? Là 9 giờ. 9 giờ hơn chút là mấy anh sư vừa đi là mấy anh đi nhiều bắt. Sư vừa đi lần một chia có 10 anh. Luôn tâm chiều chiều là vô xe hai xe là hết rồi, hết rồi. Giờ này em bán ra tới buổi tối á. Kinh nữa. Ngon hả Lộc ha? Hồi trước giờ
Anh Lộc với Hùng xuống đây quay, có bao giờ gà anh ăn nhiều không? Dạ, chưa. Em ăn ít lắm. Cái mấy thanh niên này á, gà hay gà người ta lắm. Có lần mấy ông tài xế mà bị dụ luôn á, anh tin không? Dạ. Nó nè, điển hình ông rồi. Em quay, ông ngồi bên đây nào? Quay với anh Lộc ở Trà Vinh. Anh? Dạ, ông quay. Dạ. Ông ngồi bên đây nè, bữa bị dụ ăn mấy tô lên bị sốc hông luôn. Hả? Dạ, ông nổi luôn hả? Đi mà giết tài xế còn bị dụ vô ăn nhiều. Anh biết tại sao em không ăn không? Dạ. Em ăn nhiều để góp thêm không? Dạ. Nhiều khi em ăn, ví dụ như em ăn không nổi, em ăn 2 tô hoặc 3 tô. Cái giả nó trời, thằng đó nó keo, sức nó ăn được 4-5 tô mà nó ăn có 2-3 tô, nó sợ bị thêm một chuyến xe nữa này kia. Nên thôi để mấy anh ăn đi. Dạ. Không kiểu vậy đó. Nhưng mà nếu mà đi chuyến xe không đồng á, có những cái kỷ niệm nào mà vui không anh Liều? Nếu mà kỷ niệm vui á, được ở nhà cho xài cho này kia thôi. Dạ. Tại sao em lại hỏi kỷ niệm vui? Tại vì mà khi lên cái chuyến xe mà không đồng á, là đa số là lên là chỉ cấp cứu thôi cả nhà. Dạ. Là mang nỗi buồn lên thôi. Nỗi buồn thôi. Nên em hỏi cái chuyện đó, em hỏi ngược lại. Có nhiều khi có gì đó giống như là mới bay lên xe cái ta khỏe lại liền. Dạ. Nó là vui á đó. Đó, nhiều khi là ta cho trái cây được không? Có khi nào ta đi, lên ta chọc anh không? Dạ cũng có, như đi Sài Gòn này kia, người nhà một hai ngày sau người nhà nói anh Liệu ơi, cảm ơn anh nha. Người nhà em đã khỏe rồi. Ờ. Cảm thấy vui lắm. Đó, cái đó cũng là một niềm vui đó nha. Dạ, nhiều khi đi dọc đường quận 1 hai ngày nói dạ anh ơi, gia đình này không sao đó. Như mê ca cấp cứu ở dòng khu vực này nè, người ta cũng gọi điện qua, người ta cảm ơn đó. Anh ơi em cảm ơn anh, gia đình em, ba em ổn rồi. Như là vợ em ổn rồi thì em rất là vui rồi, mình cứu được một cái sinh mạng gì đó. Dạ. Dạ. Sẵn đây em cũng có một câu chuyện, em hay có những câu chuyện lắm. Là em thì ở Tiền Giang, nhưng mà hồi lúc trước là cái cầu gì bắt qua cái chỗ Gò Công với lại quốc lộ 50 là anh, cầu Mỹ Lợi á. Đúng không? Cầu Mỹ Lợi đúng không? Quốc lộ 50 hả? Ừ. Đúng rồi. Đó, là nó sẽ có một câu chuyện về là cái anh đó, là lúc trước là chỗ đó là không có cây cầu, là đi qua đó phải qua một cái phà. Dạ. Là anh đó ảnh đi cấp cứu mẹ ảnh á, xong cái qua phà nó bị lâu quá nha, là không kịp cái cây cầu. Khi mà cây cầu khánh thành á, là câu chuyện nó lại nổi lên á. Anh nói là nếu mà cây cầu này á mà có trước rồi á thì mẹ ảnh sẽ không bị mất. Thì cái đó mình rút ra được cái là cái cấp cứu là một cái gì đó rất là, gọi là sao ta, đã mình gọi là cấp cứu cả nhà, nó rất là cần thiết, tự nhiên nó rất là gấp rút đó. Nên em thấy là anh làm cái này rất là ok đó. Kiểu như là bởi vậy mình khi mà mình ra đường mình gặp xe cấp cứu rồi mình cũng ném ném vô rồi cái kiểu. Wow, nhiều anh cũng chạy cũng nhiều khi không nói được, nhiều anh nó chạy khi cấp cứu hú luôn á. Dạ. Không né quẩn lắng, nhiều khi mình cũng mình ngồi trên chiếc xe cấp cứu rồi, nó thật sự luôn. Từ xưa giờ Liệu cũng chạy rất là lâu năm mà có làm bực mà chữ thề không? Dạ có chứ anh. Cái này là có nhiều khi nó thật sự chạy qua nó thì chạy qua cái muốn lắng cái nó dính vô lè luôn. Thì mình bệnh nhân ở trên xe của mình đang hấp hối, đang rất là nặng, chung một phút một giây nào đó mình có thể cứu được người ta đó. Trong khi một cái xe đó đang cản trở phía trước cản 5-10 phút không thể cứu được người ta, một phút cũng vậy. Bởi nhiều khi á mấy anh thông cảm, mấy cô chú đây mình thông cảm, mình cũng xe cấp cứu á mình phải né ra, mình đừng có lấn với người ta. Khi người ta trên xe nhiều khi gia đình của mình nè, bà con của mình, dòng họ của mình cũng không chừng nữa. Lúc đúng rồi, lúc mà có xảy ra rồi mình về nhà mình mới hồi nãy xe đó chở gia đình mình đi á, lúc đó tôi mới cản trở cái xe đó xong đó. Mình chính mình đang giết người nhà mình đó, người thân mình. Nhưng mà có nhiều người cũng có một cái quan điểm là sao nó vô lý vậy nè, giống như là nè,
họ nói nhiều khi họ thấy trên xe cấp cứu không có người. Dạ. Cái họ nói là ủa sao phải hú làm chi vậy, phải hú làm chi chạy cho nhanh à? Kiểu như là lạm dụng quyền ưu tiên, nhưng mà thật sự nhiều khi cái xe đó đang đi rước người cả nhà, chứ đúng không rồi. Phải là dạ. Xe đó không có người. Nói chung là mình cứ thấy những cái xe mà được ưu tiên cả nhà cứ ưu tiên đi. Đó, thật sự. Đúng rồi, nhiều khi ở trong liệu ở đây đâu có người đâu. Nhiều khi bà con tai nạn ở cái khu vực này gọi cho liệu, mình liệu phải hú còi đi chứ mới lẹ chứ. Không hú còi á, xe cứ đâm 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 qua đâu đường đâu chạy. Dạ. Trong, dạ, đó thông cảm. Lộc Ba Tôn hả? Em nói chuyện nãy giờ hết rồi. Cố không làm tôm nữa. Đó, mấy bạn rồi, mấy bạn hết trơn, em cũng hết trơn rồi. Ngồi nghe nói chuyện, ngồi coi mấy anh ăn á. Ủa nhưng mà em biết là anh chắc chắn anh sẽ lớn tuổi em. Tại vì anh Lộc lớn tuổi em, anh Lộc kêu anh bằng anh rồi. Nhưng mà bật mí, bật mí luôn anh em. 91 hả? 91 lớn em rồi. Là anh 91 lớn hơn. Anh 90 hả? Em nhỏ. Ừ. Em Lộc lớn. Anh Lộc lớn 5 hả? Dạ. Lớn em 1 năm. Bán ngon. Thôi đực nữa. Tới rồi đó, tới rồi đó, Lộc tới rồi đó cả nhà. Con này là ăn đực cái ngay cái phần mà giữa cái chân nó khép vô á. À. Hả? Vậy lần heo đực này đi nhổ lông do heo cái à? Bám lên con heo cái. Ờ. Chí tương tự siêu rẳng này chứ. Chị nên bám lên không dính gì, dính đúng cọng lông. Dạ. No không anh? No. Để mấy ăn tôi muốn điêu. Muốn điêu hả? Ủa sao tự nhiên mấy hủ tiếu mình đi ăn muốn ghiêu đâu vậy? Đổi món anh. Dạ. Ăn hôm sáng giờ á. Chắc các bạn mấy muốn ghiêu bá đẹp lắm hay gì nè. Hơi nhẹ. Tại vì nó thật sự bên nhà em á, bên vợ á, bên em không biết, bên vợ em là còn là buôn bán không à. Ờ. Mười mấy hai chục người á, bà con á, còn buôn bán hủ tiếu không? Nhưng mà anh liệu anh có nghĩ anh là một người có gian buôn bán không? Đã có. Kiểu như em thấy đi đâu người ta cũng yêu quý anh á. Dạ. Nhất là thời điểm này á, thời điểm này mà ra buôn bán là cũng hên xui. Hên xui á, 50-50 á. Thời điểm này khó khăn lắm anh ơi. Thật sự... Anh có phải bớt đồ xuống không? Dạ. Anh có phải bớt đồ xuống so với lúc trước không? Dạ không, tăng chứ. Đồ không? Thế vậy nó ngon rồi, ngon lành. Nhưng người phụ em tới 5 người lần á. Ừ. 4 người dạy bà, 1 người lưỡi cán. Em làm xưa em làm bán món phở á, mà khi em làm vừa chạy xe vừa lo cho vợ vừa bán hủ tiếu nó em lo không kịp. Hồi xưa bán phở bán được lắm, buổi sáng kiếm 100 tô. Dạ không cần nhiều. Bây giờ em nghỉ quán phở rồi em phải gồng cho mấy đứa đây qua đây làm luôn, không lẽ mình cho nó nghỉ. Nó còn gia đình nó nè, còn hai đứa con à, hình như cô cũng còn chồng của cô, mấy đứa này cũng còn gia đình luôn. Em nói thật, quán này hồi xưa em bán có 3 người à, bây giờ phải gồng thêm 2 người nữa là 5 người. Không lẽ mình đuổi người ta đi về, kiếm việc cũng khó, thôi em muốn gắn gồng luôn. Được. Một tháng kiếm mất hết 10 triệu nữa. 2 người là 10 triệu? Dạ, bán một buổi á, buổi sáng luôn, đứa 5 triệu á. Dạ. Em cũng dạ, vậy mình phải gồng chứ, mình không gồng lại mình cho người ta nghỉ. Dạ. Thì mới mốt thôi, cái đó là coi như mới mốt mình suy nghĩ về mốt là nó đông lại cái dạ. Sẵn cái người luôn. Có bao giờ bán mà làm tô hủ tiếu ăn còn ăn gì không? Có, anh ăn hủ tiếu nhiều hơn cơm. Anh bán hủ tiếu thì ăn hủ tiếu nhiều hơn cơm. Dạ. Thì nhà vợ sao ăn cơm? Không phải ăn tiếu rồi. Phiền lắm anh. Dạ. Ê! Anh! Lập xong luôn rồi. 3 chuyến. Thế là đây là học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt ăn cuối cùng á. Nhưng mà được cái học sinh cá biệt mà tốt tính á. Được. Chấp nhận. Thường trong lớp những người học sinh cá biệt là những người sau này sẽ thành công đó. À. Còn mấy học giỏi ít khi nào thành công đó. Linh học ngu lắm à. Em cũng vậy anh. Học ngu lắm. Cô quýnh, cô khóc luôn, quýnh. Cô giáo quýnh riết khóc luôn. Không mà nhìn mặt anh là em biết anh lì rồi. Thật sự luôn á. Thật sự luôn á nhà. Mà... Em nhìn kỹ anh nói liệu.
giống ai? Này giống ông bên Thiếu Lâm Tự à. Phát TV á. Đúng rồi, người ta hỏi Trái Vũ á. À. Trái Vũ á, người ta hỏi nhiều lắm. Đúng rồi. Người ta hỏi có em có bà con đủ không? Cái này về em để luôn được không? Được không? Được. Liệu á, liệu thì sẽ có nhiều cái cách liệu á cả nhà. Giống người á, giống như là anh có bị giống như là khi anh cầm cái gì cái người ta kêu anh cái anh quăng luôn không? Dạ không. Không, cái đó là chưa tới á. Cái chưa tới mức độ đó. Rồi có nhiều người hả kêu quá bay đi xuống bay xuống sông cả nhà. Rồi kêu nhảy rồi phải nhảy rồi các kiểu rồi. Nặng lắm đó, nặng lắm. Nặng lắm à. Những người phụ nữ đẻ nói vậy á. Dạ. Hình như ở Bến Tre luôn phải không ta, có cái cô gì Vĩnh Thâm Kim gì á. Là... Ở Kiên Giang hả? Ờ à. Không, cô đó liệu với mắc cười á. Không, nhưng mà như anh là em đủ cười rồi. Đây à. Em bán em ơi. Rồi, anh liệu rồi bán rồi, chừng rồi. Đang nhận chưa? Chứ em ăn mỗi ngày luôn á, bữa nào ăn sáng ăn, trưa chiều ăn. Quá hay nè. Làm thêm tô nữa không? Anh nghĩ à. Ờ, mà em cũng có thắc mắc vậy là anh Thạch Bùi thì em đoán là anh là người Khmer đúng không? Dạ đúng rồi. Mà anh là người Trà Vinh nữa, anh có biết nấu bún nước lèo không? Không. Nó sao kỳ vậy? Thì nấu đó cũng hơi khó lắm á. Ừ. Dạ. Em đây được ông ba, ba vợ ông chỉ, em học hết một tháng. Đó thì tại vì mấy lần đi xuống Trà Vinh với xuống Anh Sơn đó là cũng mê món bún nước lèo, tưởng đâu biết nấu bữa nào về cái order trước nồi bún nước lèo. Thôi có hủ tiếu dùng hủ tiếu luôn đi. Em biết nấu hủ tiếu ở lộn, biết nấu nước lèo. Ủa mà cái này là anh tự nấu hay vợ anh nấu? Dạ em tự nấu hết. Em học từ 3 giờ. Rồi thì theo như là hứa nãy của em đó, thường thường là mấy đứa nó ăn, em cuối clip em cũng trao tiền cho mấy đứa đó. Đó, còn bây giờ thì công sức của anh em mình, công sức anh em đó. Đó. Đây. Cái này chắc em trao cho thẳng cho anh Liệu luôn ha anh Lộc ha. Ok. Đây anh, 2,5 triệu. Dạ. Dạ. 5 chuyến xe đổ dầu dạ, cho bà con. Bà con chú bà cô chú xin cho anh Mập Phút với anh Lộc. Thì Liệu xin nhận của anh này. Dạ. Anh Mập Phút 2,5 triệu. 2,5 triệu này là Liệu hứa là không phải là đổ dầu hết luôn nha cả nhà, không có xài cá nhân. Nó một lát nữa. Mà thí dụ như 2,5 triệu này anh có thể xanh soi nảy nở ra nữa anh cứ làm thôi. Dạ. Ừ em thấy nó bình thường, nó vô tư mà. 2,5 triệu này Liệu đổ dầu hết luôn cho những chiếc xe, nhưng mà đổ cho đầy bình. Còn dư mình cứ để đó. Dạ. Mình xe khác mình đổ dầu tiếp. Cho hết thì mình đổ tiếp cho bà con. Nói dạ. Chứ làm cái giống như anh á, cái việc giống như anh là được phước nhiều lắm á. Dạ. Thì là thôi cũng chúc anh có nhiều sức khỏe. Dạ. Để làm hoài hoài vậy cho dân nhờ, biết đâu mai mốt á có thêm vài chiếc nữa rồi có mấy anh dạ. Phụ lái rồi cái là dân ở đây người ta khỏe lắm. Đúng luôn á, thì từ á. Ai mà có xe mà không chạy á cứ qua đây liệu lãnh cho. Mà nhớ là không kêu gọi nha. Không kêu gọi. Dạ. Có xăng nhiều, có dầu nhiều, làm được nhiều, đổ nhiều thôi. Rồi. Như là Liệu không có kêu gọi. Dạ. Dạ. Rồi cũng cảm ơn anh Lộc nha, quá nhiệt tình. Để anh Lộc có điều gì muốn nói không? Dạ. Vui quá. Cảm ơn anh Lộc nhiều. Cũng cảm ơn anh Lộc đã giúp 3 chiếc xe nha cả nhà. 3 chiếc xe 1,5 triệu này, không phải 3 chiếc đâu, 1,5 triệu này em đi chạy tầm 5 chiếc. Ờ. 2,5 triệu này em chạy 10 chiếc. Ờ. Dạ. Hôm nay thì tới quán của anh Thánh Liệu cùng với vợ mình cũng như là nguyên team Mập Phút trong cả nhà. Dạ. Thì đó là một cái dự định mình ấp ủ rồi.
là phải xuống đây để trực tiếp coi coi những dự định của anh Thánh Liệu đã thành hiện thực chưa. Yeah. Điểm này đã thấy là đã thành hiện thực rồi. Yeah. Đã có xe cấp cứu không đồng, đã phục vụ hủ tiếu cho bà con Bến Tre. Yeah. Và đặc biệt ở đây là anh Liệu làm bằng cái tâm của mình. Yeah. Cái đó là mình học hỏi được rất là nhiều luôn. Và mong là anh Liệu với nhiệt huyết của mình sẽ là cầu nối để nhiều người cấp bách, nhiều người đang gặp vấn đề về sức khỏe sẽ tìm được đến nơi cần thiết. Và khi mà khỏe lại thì chúng ta cũng mới có thể làm được nhiều việc cả nhà. Có thể các bạn khỏe lại, các bạn quay lại đây ăn hủ tiếu để ủng hộ cho anh Liệu. Anh Liệu nha. Dạ. Như bà con ở Sài Gòn này kia muốn về Bến Tre nè, Tiền Giang, Trà Vinh, nếu mà cần xe á, nếu mà muốn về á, mà bà con khó khăn á, cứ gọi cho Liệu, Liệu sẽ đánh xe lên trận rước. Nhưng mà trong thời gian là trước là tầm 2 tiếng à. Dạ. Mới Liệu sắp xếp công việc 3 tiếng, như chiều hôm nay mình về, biết mình về nè, là sáng gọi sẵn đi. Nếu mà Liệu đi không được, Liệu sẽ nhờ tất cả các anh em. Dạ. Ai đi được sẽ lên rước mình về. Dạ. Đó, cho đỡ cái tiền chi phí bà con, như là cái dành đấy dành tiền mà chi phí để bà con đi xe về đó, để dành mua thuốc thang. Đúng rồi. Người bệnh đi không, tụi em đi á, thật sự là không cần tiền bo tiền gì của người nhà, chỉ cần một lời cảm ơn. Ừ. Là được rồi. Dạ. Ấm lòng ha anh hả? Dạ ấm lòng đó, thì cả nhà cũng có thể qua kênh của anh Võ Sư Lộc xem trải nghiệm của anh em mình trên cái chuyến xe mà nó ngắn ngắn, anh Thánh Liệu anh chở tới chở lui á, anh em mình tâm sự trên xe như thế nào cả nhà, đó nó sẽ chi tiết hơn. Còn ở đây chỉ là một cái gọi là mình lấy cái cớ để mình hỗ trợ cho bà con ở đây thôi. Thì cũng mong là câu chuyện của anh Thánh Liệu á, cũng sẽ là một cái gì gọi là một cái tiêu điểm, một cái truyền cảm hứng cho cả nhà, để mình cũng gọi là tuổi trẻ. Yeah. Anh đó, mới qua U40 thôi. U40 là trước 40 tuổi chứ không phải là 40 tuổi nha. Yeah. Đó thì mình làm được như vậy là cũng rất là ok, rất là hãnh diện rồi đó cả nhà. Yeah. Thì mong là những cái chuyện giống như vậy cũng là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ của mình bây giờ đó. Nói chung là mình sống mà mình kiểu như là mình vội vã quá. Thì thông qua anh Thánh Liệu thì cũng mong là mình sống chậm lại một xíu, mình hỗ trợ những người xung quanh một xíu, thì cuộc sống mình nó sẽ đẹp hơn nữa. Nói chung mà em cũng không phải là em hoàn hảo gì cho lắm, nhưng mà thật sự là thấy những cái hành động vậy thì mình thấy mình có cảm xúc, mình nói lên những lời này thôi. Chứ cũng không phải là mình nói đạo lý hay là cái gì. Yeah, yeah. Đó thì thật sự là cảm ơn Liệu đã giúp cho bà con ở đây và tất cả những tỉnh lân cận. Yeah. Đó thì hôm nay thưởng thức những tô hủ tiếu ở đây rất là ngon luôn cả nhà, thật sự luôn. Đó thì cũng cảm ơn cả nhà đã xem hết clip của Mập Food. Thì cả nhà cũng có thể qua ủng hộ kênh của anh Thánh Liệu. Thánh Liệu Vlog hả? Dạ, Thánh Liệu Vlog. Trời, được nhiều sub rồi nè. Dạ, 41 à. 41.000. Dạ, 41.000. Chứ đừng 41 sub kiếm ra đâu á. 41.000 sub. Dạ, đó, còn anh Lộc nè. Hả? Anh là Võ Sư Lộc. Võ Sư Lộc. 20, gần 23. Anh thấy không? Mình làm cái việc tốt là mình hơn sub nữa ra liền. Đó, người ta cũng làm việc tốt nhưng mà ta làm không lại mình đó. Cái người ta sub không lại mình. Anh sức không. Em làm lâu lắm rồi. Còn em là cái bụng em tốt nên sức em cao thôi, chứ em không ít làm việc tốt. Chứ thật sự đó, nói vậy cái nói ủa mày đâu làm việc tốt rồi sức mày cao vậy. Nhiều khi bụng nó tốt. Yeah. Đó. Thì thôi cả nhà ơi, anh em giỡn xíu thôi. Cũng rất là cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập Food nha. Thì cả nhà hãy ủng hộ hủ tiếu của anh Thánh Liệu và ủng hộ các kênh có ở đây luôn nha cả nhà. Thì bye bye cả nhà và hẹn gặp lại những clip tiếp theo nha. Tất cả các kênh nha, bye bye. Dạ, bye bye.